nhà máy GBBD được xây dựng tại khu công nghiệp Becamex, Bình Phước, xã Bình Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Phước. Công ty trách nhiệm hữu hạn GBBD, 100% vốn đầu tư Singapore, khởi công xây dựng nhà máy chuyên về sản xuất pin, kim, kẽm, mangan, không chứa thủy ngân. Đây là dự án công nghệ xanh lần đầu tiên có mặt tại Bình Phước và là nhà máy sản xuất pin kim kẽm mangan không chứa thủy ngân đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy có diện tích trên 30.000 m2, có tổng công suất 936 triệu sản phẩm một năm, trong đó giai đoạn 1 là 336 triệu sản phẩm một năm và giai đoạn 2 là 600 triệu sản phẩm một năm. Đặc biệt, khi nhà máy GBBD đi vào hoạt động sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Phước, góp phần tạo điều kiện việc làm cho lực lượng lao động địa phương, khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng liên quan đến sản phẩm. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, World Steel Group có kinh nghiệm và năng lực thi công ấn tượng, đặc biệt là các dự án lớn trọng điểm. Chính những điều này đã tạo nền tảng năng lực cho chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn và giao phó cho World Steel Group vai trò tổng thầu của dự án. Thấu hiểu tầm quan trọng của dự án, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật, biện pháp thi công, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại vào xây dựng và an toàn lao động trong từng giai đoạn của dự án. Từ thi công phần ngầm, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép, thi công phần thô và thi công hệ thống MEP cho đến hoàn thiện. Tại dự án này, World Steel Group tự hào khi trực tiếp thiết kế và sản xuất những sản phẩm kết cấu thép đạt chất lượng IAS AC472, đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng của Mỹ. Giai đoạn triển khai dự án đầu và giữa năm 2020 là một thời điểm vô cùng khó khăn, không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới, vì đại dịch Covid-19 vô cùng phức tạp, đang ảnh hưởng không nhỏ đến hầu hết mọi góc độ của cuộc sống. Nhưng không vì lý do đó mà công trình bị ảnh hưởng. Đội ngũ cùng với ban lãnh đạo World Steel đã tập trung hướng đến tinh thần phục vụ cao nhất, kiểm soát tốt nhất, vận hành một cách tuyệt vời để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho từng hạng mục công trình. Ngoài nhà máy sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, World Steel Group còn sở hữu đội ngũ kỹ sư hùng hậu và hàng trăm công nhân lành nghề. Một trong những tiêu chí quan trọng của World Steel Group qua dự án GBBD đó là sự tận tâm và thay đổi không ngừng để phù hợp với từng giai đoạn của dự án. Hàng trăm kỹ sư và công nhân đã làm việc miệt mài để hoàn thành dự án một cách tốt nhất có thể. Tất cả đều hướng đến những cải tiến mạnh mẽ, mang lại những giải pháp phù hợp và có giá trị tốt nhất cho chủ đầu tư. Trên tất cả, để dự án về đích thành công một cách tốt đẹp là cả một sự đồng lòng chung sức của tập thể World Steel, từ ban lãnh đạo, các phòng ban, nhà máy, ban chỉ huy công trình, các nhà thầu phụ, đối tác, đặc biệt là sự tin tưởng của chủ đầu tư. World Steel xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ đầu tư đã luôn dành trọn niềm tin cho chúng tôi. Cảm ơn quý đối tác, nhà cung cấp đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp dự án thành công, tốt đẹp.